hỏi một số câu hỏi để con có thể đi Phật là tốt hơn, em tin hơn nữa là người nào khác của Phật. Con muốn hỏi là con hỏi đi con. Dạ, thưa thầy, thứ nhất là cách đây khoảng gần năm thì con có cơ duyên được đến Phật đản ạ. Lễ Phật đản con có đọc cuốn sách của thầy Huyền Diệu. Thì trong đấy thì thầy có nói chuyện, thì thầy có kể lại cuộc đời của thầy từ nhỏ cho đến lớn. Thì trong quá trình hồi nhỏ thì thầy rất là vất vả và rất là khổ, và bị bố mẹ, trong đó thì mẹ đánh đập rất nhiều, đến lúc mà thầy phải bỏ nhà ra đi. Thì trên đường thầy đi thì thầy có niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì thầy đi đến một nơi thì thầy thấy một vị sư thầy ngồi chờ thầy, chờ thầy ở đó, xong rồi nó đứng tên của thầy ra, xong rồi bắt đầu đưa thầy đi, xong rồi nuôi thầy lớn ăn học. Thì xong sau đó thì bắt đầu thầy nói những rất nhiều chuyện và nó kể ra đúng. Con không nhớ tên của thầy của thầy Huyền Diệu là giống như là liên nhân thì sao ạ? Thầy có nói rằng là chuẩn bị một tuần nữa sẽ có người ở bên Mỹ sẽ coi như là lên một mặt trăng. Và sau đó lại là cả những cái chuyện ví dụ như là nói được sau này thì Huyền Diệu sẽ trở thành một con người như thế nào. Và ví dụ như là chẳng hạn như là cái chuyện mà ví dụ như hai thầy trò đang ngồi đấy thì thầy bảo tuần sau sẽ có bom nó bỏ vào đấy ấy. Con thắc mắc là tại sao là nếu như mà các cái pháp ví dụ như của Phật tâm ấy nó không đúng thì tại sao như thầy của thầy Huyền Diệu có giảng về các cái mật chú và sau này thầy áp dụng, thầy áp dụng là sau đó thầy có xây được hai ngôi chùa, một bên là ở chỗ trên Nepal và một bên là nơi nhà thành Ca Thì Lá Vệ ạ. Thì nó đều đúng ạ. Vậy con thắc mắc để cho nó ra vấn đề ạ. Thắc mắc thầy giúp con giải thích ạ. Con thắc mắc tại sao mà nói đúng hết. Tại sao mà vậy? Thật ra trong thân của các con á, nó có cái ngũ quẩn con. Nó có năm cái quẩn. Mà có hai cái quẩn mà con người hay làm việc. Đó là cái sắc quẩn, là cái ý thức của mấy con. Cái sắc quẩn á, nó gồm có năm, có sáu cái thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, nó gồm là sắc quẩn. Con mắt thấy nó có cái biết của con mắt, cái tai nghe âm thanh nó có cái biết của cái nghe âm thanh. Còn cái ý thức nó chỉ phân, nó chỉ suy tư, nó chỉ tư duy suy nghĩ một cái điều gì đó qua mắt, tai, mũi, miệng, thân của nó tiếp nhận. Đó là cái nhóm của nó, cái nhóm đó gọi là sắc thức. Còn cái nhóm của cái tưởng thức nó làm việc khác mấy con. Cái tưởng thức á, nó ngồi đây nó giao cảm được mọi sự việc xung quanh nó, cách đây, ở quá khứ và tương lai, có thể nó xảy ra trong 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc một đời mình. Nó giao cảm, nó nói không sai chỗ nào hết mấy con. Nhưng mà cái người đó có tính lực hay không? Cái lòng tin hay không? Mà ông thầy Huyền Diệu là cái người mê tín, tin dữ lắm, tin cái chuyện thần thông. Cho nên vì vậy đó, một cái lòng tin của ông qua cái tưởng của ông thì có một nhà sư người ta cũng luyện tập mật tâm, con hiểu không? Luyện tập mật tâm là luyện tưởng, cho nên cái tưởng nó hoạt động, nó giao tiếp được với ông, cho nên vì vậy mà biết cái ngày đó ông thầy Huyền Diệu sẽ ở đâu đến, vì vậy mà ông sư đó ông ngộ chờ, con hiểu không? Cái đó là lẽ đương nhiên của những người mà người ta luyện tập về tưởng của người ta thôi. Mà hầu hết là các pháp hiện bây giờ mà gọi là thành thông mà trên thế gian này, trong đó có mật tâm, thì người ta điều luyện qua cái tưởng của chúng ta. Cho nên mấy con dùng ý thức mà tu tập, mấy con mới làm chủ, mấy con dùng tưởng nó sẽ thực hiện qua những cái tưởng, thì mấy con không làm chủ được sự sống chế của mấy con đâu. Cho nên vì vậy mà Phật dạy chúng ta ý làm chủ, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, mà chúng ta cứ diệt ý để mà dùng tưởng. Và bây giờ thầy nói như thế này, cái pháp thân hành niệm thôi, thầy dùng, thầy dạy sơ như thế này nè. Mấy con dùng, mấy con cứ dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Mấy con cứ dùng cái tưởng là nó sẽ dở gót lên, là nó đẩy gót mấy con lên, đưa chân tới, nó đẩy tới. Mấy con cứ nghĩ tưởng nó đẩy tới vậy. Vậy mà nó thực hiện cái lực nó đẩy mấy con. Ai làm cái sức lực đẩy đó? Có phải cái tưởng mấy con nghĩ không? Có hiểu không? Chứ đó là luyện cái tưởng của mấy con mà. Con biết chưa? Còn này người ta tập trung vào cái câu thần chú, mà người ta nghĩ tưởng cái thần chú đó nó sẽ nâng cái thân này bay lên nè, nó sẽ thực hiện cái cầu vồng nè. Người ta cứ nghĩ tưởng đọc cái câu thần chú đó là sẽ cái cầu vồng nó sẽ hiện ra. Thôi, cái cầu vồng đó mấy con hiểu không? Cho nên vì các vị Lạt Ma đó hay luyện cái câu thần chú cầu vồng. Cho nên vì vậy mà đọc cái thần chú cái hiện cầu vồng ngay liền lên.
Nó như vậy là cái tưởng của người ta làm ra, cái tưởng của cái vị lạc ma đó nó thực hiện cái cầu vòng, chứ ai mà không mà cầu vòng đâu mà có. Con hiểu chưa? Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy cho nên những cái điều mà con nói thật là vi diệu, nhưng mà không ngờ là nằm trong cái tưởng của chúng ta. Cho nên cái mục đích của đạo Phật là dùng ý thức của chúng ta để tạo thành cái ý thức lực, nó có tứ thần túc, bốn cái lực như thần của ý, dục như ý túc, dục như ý mình muốn, cái ý muốn chứ không phải. Còn cái này người ta muốn cái gì đó, người ta phải dùng cái tưởng nó phải thực hiện ra. Con hiểu không? Mà cái người đó là phải tin đặt cái lòng tin, mà đặt cái lòng tin ở nơi tưởng, cho nên đặt cái lòng tin nơi nơi bùa chú, nơi thần chú, cho nên người đó mới niệm chú. Còn nếu mà không đặt lòng tin của thần chú thì ai mà ngồi đó niệm niệm lâm râm hoài mà tôi không tin thì nó đâu có thử, nó đâu có linh. Con còn nhớ rằng khi nào linh là chúng ta mới đọc thần chú. Còn bây giờ chúng ta tin rằng có Quan Âm Bồ Tát thì cái tính lực của chúng ta nó sẽ thể hiện cái tưởng của chúng ta nó thực hiện ra cái sự vi diệu đó qua cái hình ảnh của Quan Âm Bồ Tát, chứ đâu phải có Quan Âm Bồ Tát. Con hiểu chưa? Bởi vậy không thể giấu được thầy. Bởi vì khi mà tu xong rồi á, cái đầu tiên của thầy á là để khám phá cái thế giới siêu hình của linh hồn mọi người ở đâu. Cho nên vì vậy mà thầy vào các định, các từng định thầy đi tìm thế giới siêu hình. Nhưng mà thầy thấy thật sự không có linh hồn ai hết à. Chết rồi nghiệp đi tới sanh luân hồi hết. Thế mà bây giờ thế giới này lại có cái linh hồn, là vì là sao có những người lên đồng nhập cốt. Con hiểu không? Cho nên thầy tìm, thầy bởi vì những cái thắc mắc nó từ lâu nó quá nhiều trong đầu của một người tu, mà khi tu xong rồi thì mình đã có đủ cái sức mà quan sát cả vũ trụ nữa, chứ đâu phải là ở đây để tìm xem cái thế giới nó như thế nào. Cho nên vì vậy mà thầy mới hiểu được Đức Phật. Sau khi tu chứng rồi thì Đức Phật nó 33 quả trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Cái câu nói của ông Phật quá hay, mà chính thầy cũng nói thế gian này hoàn toàn là không có linh hồn, tức là không có thế giới siêu hình. Thế các con biết mình thực tế là mình đi tìm với cái sức thiền định của mình đã có, mình đi tìm nó coi nó ở chỗ nào. Con cuối cùng không có thì phải nói nó không có chứ. Cho nên thầy nói không có linh hồn. Còn ông Phật nó 33 quả trời là tưởng tri trong bài lý thuyết. Ông Phật nói cái danh từ đó rất rõ. Còn thầy nói không có linh hồn là đó một xác quyết thôi, chứ cái linh hồn có là có tưởng tri chứ không có linh hồn. Chúng ta tưởng ra thôi. Cho nên những cái điều con hỏi nó thầy biết toàn là cái bọn mê tín. Tại nó mê rồi nó tin nữa, nó thành thật. Cho nên nó không có gì hết. Cho nên thầy có đọc cái tập sách của thầy Quyền Diệu, cất mấy cái chùa ở bên Ấn Độ đó. Thầy đọc rồi, thầy có đọc cái sách, thầy nói ông già này ổng mê tín cũng ghê lắm. Ông viết cái sách này ổng làm cho thiên hạ cũng theo ổng á.